Biệt đội X6, một chương trình truyền hình thực tế hành động, đối kháng, tương tác và hài hước. Bao gồm 5 thành viên cố định là 5 nghệ sĩ với những cá tính, thế mạnh khác nhau, cùng một nghệ sĩ khách mời đặc biệt cho mỗi hành trình. Họ được chia thành các đội và cùng nhau thi đấu, đối kháng, thực hiện các thử thách mà ekip sản xuất đưa ra. Để tìm đội chiến thắng, trong 6 thành viên của biệt đội X6 sẽ có một nhân vật là nhân tố X bí ẩn. Khó khăn cho mỗi thành viên lại nhân đôi khi vừa phải trở thành người chiến thắng, vừa phải lực đẩy được nhân vật X này. Tam sao thất bản, mỗi đội sẽ luân phiên đi tìm và chụp hình 5 con thú do đối phương chọn cho mình theo quy định như sau. Người thứ nhất được nhìn con thú bông của đội mình, sau đó ra miêu tả ngôn ngữ cơ thể cho người thứ hai. Người này tiếp tục miêu tả ngôn ngữ cơ thể, đi vào tìm và chụp hình con thú bông này. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, người miêu tả không được nói. Ở con thú tìm đúng, 1 điểm, 2 phút một lượt. Kiếm con nào á, nó gần trong sách giáo khoa nha. Bên tôi là có khách mời nha. Bên tôi được quyền chọn là tụi tôi sẽ là người chọn 5 con thú trước. Các bạn là người đoán. Tôi đi. Tin là người nhìn thú. Em trả lời đi. Em nhìn thú, em tả cho. Cái gì? Em ý anh. Không, nhưng mà May là tả rất là giỏi. Đúng không? Em tả cũng giỏi nữa. Được không? Con này Stitch. Con này nó không thuộc với thể loại con gì hết trơn. Tôi cũng thích con này con gì luôn á. Rồi, 2 con. Nếu mà Tin là người đi coi thì May là người đi lấy, đúng không? Thôi vậy thôi, May đi coi đi. Tại vì May đã được thử qua cái tài tả rồi, thấy đỡ hơn. Còn cái tài đi lấy thì chưa chắc. Cái con này mình không có xem. Lửa có 2 phút kìa, anh ơi. Bự không? Dữ không? Ngon luôn. Màu xanh. Xanh ra trời. 2 màu xanh. Màu xanh. Màu trắng. Màu xanh. Viết chữ lên cũng được nè. 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 Cái màu xanh và màu trắng. Xanh dày. Con gì? Con này hả? Con chạy qua kia. Cái gì? Trời, cái con gì nó vừa nói cho biết kìa. Nó kêu. Nè. Ồ, có cái điện thoại luôn hả? Viết chữ lên cũng được nè. 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 Cái màu xanh và màu trắng. Màu xám. Ủa là sao nghệ sĩ? Nghệ sĩ không nói con gì vậy sao? Cái con nó không có tơ. Nó là một con trong hoạt hình. Nó có 2 màu xanh và một màu cháo lòng. Màu cháo lòng. Màu cháo lòng nè. Trời ơi, màu cháo lòng. Tàn nhẫn với đời tôi không? Trời ơi, nguyên cái bảng màu luôn em. Lấy cái bảng màu ra đi, ta chơi khôn quá trời quá đất. Hồi nãy em nói chữ X là kết thúc. Hết thông tin rồi đó. Ai vậy hả? Trời ơi, mà cái con đó nó không có tên, nó không có tên. Rồi cho coi. Cái này là gì, đẹp đẹp dí hả? Không, trời. Tôi chỉ cái màu. Cái màu nè. Trời ơi, nó kêu màu cháo lòng á. Bây giờ tao tả lại làm sao, tao đâu có màu cháo lòng trong người tao. Đây. Màu trắng. Con chó màu trắng. Nhỏ nhiêu đây? Màu trắng. Cái gì nữa? Nó nhỏ vậy thôi. Cái gì nữa? Nó còn là con chó. Ủa, con chó hay còn con chó sói? Trời ơi, ai mà biết chó sói. Ủa, gâu, tôi cũng chỉ biết là gâu thôi. Đâu biết chó sói, chó nhà.
Đúng không? Năm gì? À. Tóc. Tóc màu vàng. À. Má. Cái da. Cái da màu xanh da trời. Cái vải hả? Cái bụng. Cái áo. Cái áo của nó màu trắng. Nó như đó thôi. Đưa đây. Cái đầu. Cái đầu. Cái đầu có tóc. 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 Tóc màu vàng. Cái đầu có tóc màu vàng rồi gì nữa. Cái má. Cái má già. Cái da tay. Cái tay. Cái da. Cái da. Cái da nó làm sao? Hả? Quên rồi hả? Cái da màu xanh. Biết không, đó là cái con xì trùm á. Mà xì trùm gái. Hay quá. Khoan 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 khoan. Bây giờ yêu cầu đi ra chỗ khác. Cái này nhiều lúc cái mánh của ta để người ta ấy hồi tới nữa bắt trước nữa. Ủa rồi rủ An Giang sao? À, An Giang có hai có người kiểm tra. À, con nó nhiêu đây? Hai màu. Màu vàng. Và màu đen. Đốm đen. Đúng không? Trời. Cái gì cái chọt nhỏ xíu vậy thôi. Nhỏ xíu vậy thôi cái gì? Đúng không? Quên nữa rồi. Rồi, rồi. Cái đen. Cái đốm màu đen. Đốm màu đen. Cái gì nữa? Giấu đâu rồi? Không hề giấu. Con gì lạ lắm. Nhiều lúc mấy người làm gấu bông á, người ta đuối ý tưởng rồi người ta làm đại một con gì đó. Thật sự. Có đâu có cái nào nhỏ xíu vậy đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Giờ có cách nào liên lạc cho đi vòng quanh coi. Đúng rồi, đi vòng quanh, đúng rồi, phải đi vòng quanh, đi vòng quanh, đi vòng quanh. Đi vòng quanh, đi vòng quanh, đúng rồi, tới đúng chỗ rồi. Lựa đi, lựa đi, lựa đi, lựa, lựa. Màu vàng, đốm màu đen. À, cái mũi của nó màu đỏ. Cái da màu xanh. Nó bự nhiêu đâu? Khúc đó. Rồi. Trời ơi, sao quên hoài ta, con mèo. Rồi. Con mèo. Cái mũi màu đỏ. Cái da màu xanh. Mẹ, mũi màu đỏ, da màu xanh. Nhiều màu. Chết mồ, lấy lộn con Doraemon rồi. Con mèo kia hả? Đừng nói con dán nha. Đau quá. Đó là con mèo. Ok. Đó là chặt. Em tính lấy con kia rồi. Khổ thân rồi. Đây 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 đây, đưa bạn này. Rồi con khỉ, con dượng. Màu xanh rêu đậm. Màu xanh rêu đậm. Tay chân lỏng khỏng vậy. Cái con khỉ nhiêu đây thôi. Con khỉ. Mau mau. Xanh, xanh lá. Khỉ màu xanh lá. Đó nè. Có gì không? Có cái nơ. Con khỉ màu xanh lá có cái nơ. Ô mẹ ơi, gặp tôi lụm lộn rồi. Tay dài. Cái tay nó màu này. Rồi nguyên con chó màu này hay là
Rồi nguyên con chó màu gì? Rồi ok. Rồi có cái gì nữa? Có cái nón, cái tuần lỗ tai, cái nơ trên đầu, cái nơ màu đỏ, cái nơ màu đỏ. Ê! Màu này hả? Cái đuôi, có cái đuôi, có lỗ tai màu nâu, cái nơ màu hồng. Nơ màu hồng, có cái lỗ tai, có cái đuôi, con chó. Ủa, hai con như nhau mà. Cái đuôi, có cái đuôi, có lỗ tai màu nâu. Tay trái, tay trái. Ui, sao lại để con kia lại? Con kia biết đâu. Rồi, cái chìa khóa màu vàng là cái con nó màu vàng. Nó là hai cái đụng chụp lại với nhau. Có tụ con nhím. Móc khóa nhỏ nhỏ ấp chiều nhau. Màu vàng. Con nhện. Móc khóa như con nhện, giống như cái bọ. Đưa ra mấy cái chân. Rồi, chia chỉa. Rồi, ok. Móc khóa nhỏ nhỏ. Có tu rô, mấy cái chân màu vàng cái đầu em. Đội mình thảm lại sao á. Cái đội mà không có điệp viên á, nó thảm thảm sao á. Con nhím má ơi. Trời em, hồi nãy em nhớ là con bọ này nó có tua nè ba. Tao nói là cái con màu vàng với màu... Đúng rồi, cái màu vàng với màu kem. Mà chỉa. Móc khóa như con nhện, giống như cái bọ. Đưa ra mấy cái chân. Rồi, chỉa. Tào lão quá, tao nói vậy. Con gì? Màu nâu. Con gì mới được chứ? Con gì? Cái mặt. Con mèo. Cái gì? Trời ơi, con gì? Con vịt hả? Con búp bê. Búp bê mặt ở đồng. Váy màu đỏ luôn. Áo màu xanh lá cây. Hết chưa? Có đội nón. Nón màu gì? Trời ơi, sao nhiều màu vậy? Màu đỏ. Vậy là giày thì màu vàng, nón thì màu đỏ. Áo. Áo đồng. Cái nón làm gì nón màu đỏ luôn. Ừ, vậy luôn. Cái lớn nhất luôn. Có đầm, mặt đầm, mặt đầm. Giày. Giày vàng. Nón màu đỏ. Nón màu đỏ. Nón đỏ áo xanh lá cây giày vàng. Nón đỏ áo xanh lá cây giày vàng. Nón đỏ áo xanh lá cây. Yeah. Chắc bị nắng. Áo đầm nữa. Áo đầm màu gì? Áo đầm màu da. Áo đầm màu trắng. Cái áo. Áo màu xanh dương. Răng. Hô. Răng thỏ. Hai cái. Con thỏ hả? Con gì? À con gái. Trời ơi con gái gì xấu vậy? Cái răng dẻ. Áo bự cỡ nào? Cái váy, cái đầm màu trắng. Cái gì màu đỏ? Tóc đỏ. Tóc đỏ. Thôi đi thiệt mình ăn rồi. Cái gì mà tả tùm lum màu hết trơn. Đó con gái. Có quắc, có cái răng đỏ. Cái răng. Nhờ có hai cái răng thôi chết bà rồi. Cả hai đội số điểm bằng nhau. Bởi vì đáng được đúng số cái bông bằng nhau là 3. Đang đúng 3. Nhưng số điểm của đội khách mời vẫn đang hơn. Bây giờ là cái vòng vô cùng quan trọng để các bạn có thể gỡ gạc. Bởi vì cái vòng này là cái vòng thiên về sự tinh tế.
Cái này vui nè, để em bịt mắt em chơi. Hay rồi, quá. Em chơi hay quá, em ngồi nữa đi. Mỗi đội cử ra một người tinh tế nhất. Người này bị bịt mắt và phải ngửi 5 món luân phiên, trong đó có thể là món không ăn được. Trong thời gian 3 giây ngửi, người này phải quyết định ăn hay không ăn. Hai người còn lại ngồi bên cạnh không được nói gì. Đội đối phương sẽ là người chọn món. Chọn ăn đúng được một món, một điểm. Chọn ăn món không ăn được, trừ điểm, rồi xong. Hiểu rồi gì? Chơi. Tôi sẽ có ai đưa trước? Tôi sẽ là ai thắng quyết định. Ừ. Một, hai, không cho nó nhỏ. Dạ. Rồi mình đưa trước thì bắt xuống. Trời, cái mùi vậy nó nồng nặc quá. Lẹ đi bắt xuống. Chứ em khổ em quá à, không không? Em hẳn với bà. Một. Đặt quán ăn là hai. Gì? Rồi ăn đi. Bánh ngon mà. Rồi trừ một điểm. Tắt lòng á. Trời ơi, tàn nhẫn vô nhân đạo. Loài người sẽ không chấp nhận mấy người này. Khoan 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 khoan. Rồi, gửi cho cưng. Đưa vô chưa chị? Nó đưa rồi đó. Nó đưa trên cái nĩa. Quá. À, hạt sen. Đó. Hay quá. Đất sét. Nhả ra. Nhả rồi. Nhả. Em đã biết rồi. Như kẹo vậy. Nhanh đi câu giờ quá. Chị này. Chờ đến tôi nữa hả? Dạ đúng rồi. Biết vậy để mày làm cho rồi mày ăn. Khổ quá. Ăn ba thứ độc địa không à. Mệt mỏi quá rồi. Quá căng thẳng. Cái gì đạn hả? Ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Ăn không? Chạm đi. Yeah. Cho mấy cái này đó hoài á, nó làm á không yên tâm chút nào, tại vì nó không có đủ thủ đoạn giống như mình. Đúng tại anh và anh. Càng không có đứa nào chịu ăn á, hiểu không? Lẹ đi chứ anh thèm ăn mấy món này nãy giờ lắm rồi đó. Không được đụng vô mũi người ta nha, ngửi thôi. Rồi ăn không? Dù hơi khó ăn nhưng mà ăn được. Bột trà xanh với gì vậy? Bột trà xanh, bánh kem. Ngon lành. Mấy đứa không đủ thủ đoạn. Mấy đứa phải tinh tế, nó có sự kết dính. Xong rồi mấy đứa lấy bột trà xanh phủ lên. Thấy không? Mấy đứa quẹt quẹt đơn giản. Mấy đứa làm ăn gian của vậy tới hả? Mấy chỗ này qua bên đi, mệt quá. Trời ơi, qua
bên rồi. Ăn không? Yeah. Đưa chưa vậy? Rồi, ăn không? Nước mắm. Đút vô luôn mày. À, con nhậu. Hay quá. Hay quá. Giả nó đi. Ăn chi? Em là anh hùng trong lòng chị. Đúng là tinh tế. Tưởng sao ai chấm nước mắm đường với ai ngờ. Tí nữa là nói cho mọi người nghe. Trời ơi khổ quá mấy đứa ơi. Nè. Rồi cánh. Ủa anh ơi. Thôi 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 thôi. Thôi có chết không ăn con này đâu. Đi ra, đeo khác. Không ăn. Không ăn. Hôm bữa anh ăn ba con luôn mà. Thắng thôi cơm, mình thắng knock out rồi. Trời ơi. Tại vì khách mời của tôi hôm nay được chúng tôi quá tuyệt. Quá gan dạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới vòng lật mặt. Còn bây giờ thắng thua đã rõ. Lật mặt nhân tố X, đội thắng tận hưởng một gói massage body VIP tại một spa cao cấp trên lầu 5. Đội thua phải massage chân cho đội thắng. Vậy là biết rồi đó. Và bây giờ thì kết quả đã rõ ràng. Đội của chúng tôi có là đội có khách mời đã được chiến thắng. Như thường lệ đến với vòng lật mặt và trước khi lật mặt thì chúng ta hãy bình luận. Thật ra trong cái vòng nhân tố bí ẩn ngày hôm nay rất là khó. Tại vì ví dụ như cái trò chơi gấu bông đi thì cái nhân tố bí ẩn chả làm được cái gì. Ai là người đi tìm đi. À, đi tìm đi. Giờ đây đâu có nhiều đâu. Rồi chị hết chưa? Chị tả cái đầu tiên đi, dễ chị mà. Chị hả? Là chị đi tới nhận thông tin đó hả? Ừ. Bây giờ chị diễn tả cho em. Ừ. Tại vì đâu có biết ta lựa con có bông nào, đúng chưa? Nên cái dòng chơi tinh tế này cũng vậy. Đâu có biết đội bạn lựa cái món gì đưa lên đâu mà biết trước kết quả, đúng không? Ve là phía trước nữa có phần 100.000 đi kiếm đồ ăn đi. Có thể là đội bí ẩn nó sẽ được ai đó cho mấy món đồ ăn. Hoặc là có thể là tự nhiên có thêm đồ ăn. Nó gì mua được có 6-7 món mà tự nhiên đâu có cái mâm bưng ra. Sao vậy trong cái đội kia không để ý rồi lại bưng cái mâm ra thêm mấy món. Ba đứa mình lo đi kiếm, đi mua đồ. Mình cũng không để ý đội bên kia như thế nào, đúng không? Em để ý nè, nói thiệt là em cứ mỗi lần em đi tới đâu em có ý định là em xin người ta là có cái cặp đôi này. Vô phá mà em không thấy Kiều Minh Tuấn đâu. Em không thấy Kiều Minh Tuấn đâu. Nó có Kiều Minh Tuấn phá anh ở chỗ KFC. Thì cái lúc mà vô KFC là tôi bắt gặp hai bạn đang đi tới. Tôi là người phá chứ không phải là các bạn phá tôi. Qua đây. Ê, dạ. Thấy chưa, nó đi xin đi chưa. Em nổi tôi hoài. Thôi hèn quá. Chơi mà đi chơi xin. Chơi mà đi chơi xin. Ủa tôi đi mua đồ mà. À. Tôi quỷ quá, tôi lo đi xin xỏ, tôi đi mua sắm nên tôi cũng rồi tôi ngồi tôi ăn đủng đỉnh mình tôi nên tôi cũng không biết là đội bên kia như thế nào. Chứ như chị Thường nói, chị bây giờ chỉ có vòng 100.000 đi mua sắm thôi. Ừ. Ngày chơi cùng đội toàn là kiểu thấy cùng nhau chạy hồng hồng hộp không mà cũng không thấy. Nhiều lúc người ta lén ta đi mua đồ hay là người ta lén người ta liên hệ với lại bên tổ chức làm sao? Cả cái vòng mà đi mua đồ ăn cũng chạy hồng hộc chung nhau cả ba người. Chỉ là chạy luôn luôn, quan sát thấy nhau luôn. Đội của biết cô thì cái vòng mà phân gấu ra thì biết chắc chắn là không có điệp viên trong đội rồi. Cái đội mà không có điệp viên á nó thảm thảm sao ha. Bởi vì thường thì điệp viên á nó sẽ có cái lợi thế. Nhưng mà phân chia thì không có chọn người đi trước thì đi sau gì hết, nó cứ một chút lộn xộn á. Lúc mà đi mua đồ ăn thì mấy cô cũng thấy là tất cả đều rất là cố gắng. May thì không phải rồi. Anh Tuấn thì cũng có tách ra riêng. Nhưng mà khi về thì anh Tuấn cũng có nói rõ ra từng phần một như thế nào như thế nào. Và tiền là mấy cô giữ. Mấy cô với May cùng giữ để trả tiền. Nên là không có một cái khoản tiền thêm hay là không có một cái món ăn nào vô ra hết. Và đội của mấy cô cũng thua. Nên điệp viên không phải là của đội mấy cô rồi. Thì mấy cô đang nghĩ là điệp viên là Ghiêu. Ghiêu chọn ra ăn là mấy cô cũng đang phân vân là khi chọn ăn thì cái yếu tố rủi ro đó cũng cao. Nhưng mà biết đâu là cũng có một cái cách nào đó để ban tổ chức luồn được cái đáp án vô cho Ghiêu. Dạ đi. Bây giờ mình lại chọn đại thì kỳ quá. Chọn đại đi anh. Chọn đại đâu, hồi xưa giờ anh vẫn đại mà. Chọn đại luôn. Xong, lát hồi em chọn đại. Vậy đi.
Rồi em có nói gì không? Em thì em không có gì để nói hết. Nằm trong đội thua nhưng mà vì tất cả các trò chơi ngày hôm nay không có liên quan gì tới không liên quan đến mà Nhân Tố có thể giúp đỡ rồi được. Nhiều khi Nhân Tố vẫn cố gắng lắm nhưng mà vẫn không có khả năng cứu đội. Đi. Đi. Yeah. Bước ra là gà chết rồi. Bây giờ 1, 2, 3 chúng ta cùng nhau đập cái giấy lên bàn nha. Miko. Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn. Chắc mình tôi thua. Tôi nghe bà may quá. Chắc mình thua quá à, anh Tuấn. Thì cắt tôi. Bây giờ 3 tháng chương trình bí ẩn của chúng ta ngày hôm nay đó là bánh bao. Chết rồi đó, em biết chị biết em luôn á. Rõ ràng chỉ tới cái chỗ ăn là này nó bí ẩn thôi. Rõ ràng tới chỗ đồ ăn là nó đem về những món ăn nào đó của một cái cô nào đó phút cuối mà tiền đâu mua hoài, nó đi đâu bưng tới cái bánh nước. Ê, là kêu gì chứ nhiêu đó tiền không thể nào mà chính tôi đã nhờ rồi. Một người thực khách là họ đổi giùm tôi lá phiếu đó để tôi lấy món ăn của người khác. Chị ăn cái gì? Chị ăn món gì? Bánh nướng thịt nướng chay. Bánh nướng thịt nướng chay, ok. Em mua lại cái món đó của chị với cái phiếu này, chị đổi giùm em cái món đó, chị đem lại em. Và cái phần thêm, làm thêm một phần nữa để cho chị này. Dạ, yeah, cảm ơn. Em có một, em mới mua được cái rồi đó. Được của người ta cái món gì đó, chay sa tế gì đó không biết. Hôm nay mình đã thắng tuyệt đối, bây giờ bạn có thể trao cho đồng đội của tôi cái huân chương. Xin được phép trao huân chương danh dự cho đội trưởng tổ mới, kho lửa mới. Bạn có thể quay lại với chương trình Biệt Đội Sáu bất kỳ khi nào bạn muốn. Cộng thêm nữa, và lúc này bạn hãy giúp chúng tôi bầu chọn cho một đội trưởng xuất sắc nhất để cho tuần tiếp theo. Dù chỉ cùng đội với nhau một lần thì là chị Cát Tường sẽ là đội trưởng tuần tiếp theo. Thôi bây giờ ông nhờ lại đi giỏi đi đến hình phạt đi, có nhiều quá, đứng lên. Bỏ chừng quá chạy chừng. Ủa xong chương trình rồi, phải mỗi người ai về định nhà nãy đi chứ. Đi ăn còn bố sai chừng nữa đi. Thôi đi ra hết sai gì nữa, chị về hết luôn. Đói rồi, về gia đình đi. Kì quá. Anh nghe cái câu chuyện em nó cập 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 cập. Nghe thôi á, đáng giờ chạy rồi. Đây có mùi quá. Mình có thể lên đùi được không? Để anh mát xa. Dơ. Để em chứ. Dơ dơ. Dơ. Mát xa bàn chân. Hồi xưa học võ mấy ông thầy chỉ vậy đó. Miễn ra làm gì anh. Ai biết mệt quá có nhiều khi hoa mắt.